hé lộ bản đồ kế hoạch tấn công chưa từng có của Nga, Ukraine khẩn cấp rút lui. Đằng sau việc Nga liên tục thay đổi chiến thuật không kích Ukraine. Xuất hiện máy bay không người lái FPV công nghệ cao vượt trội của Nga trên tiền tuyến. Trung Quốc trừng phạt 5 công ty quốc phòng Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Iran bắt giữ 32 người liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở tỉnh Kerman Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của Báo Điện Tử VTC News Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết Thưa quý vị, trong những ngày qua, lực lượng Nga đã đẩy mạnh các cuộc tấn công liên tiếp 3 ngày dồn ép từ mọi phía với hàng chục cuộc không kích mỗi ngày ở Adyvka Chính quyền Adivka đã phải kêu gọi tất cả các cư dân Adivka sơ tán. Quân đội Ukraine cũng đã rút các hệ thống phòng không lùi về sâu khu vực hậu phương. Ngoài ra, bản đồ chiến tranh của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cũng đã cho biết các hướng tấn công dữ dội của Nga ở Kharkov khi các bản đồ của viện này thể hiện tình hình mới nhất ở Ukraine. Nếu thành công, Nga có thể chuẩn bị cho các hoạt động tấn công xa hơn trong tương lai. Tại Adivka, những ngày qua, lực lượng Nga đã tấn công dữ dội vào thành phố chiến lược này Hãng thông tấn Ukraine Form cho biết, Nga đã đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào thành phố chiến lược của Ukraine. Lan sóng tấn công mới đã diễn ra 3 ngày liên tiếp, dồn ép từ mọi phía. Hàng chục cuộc không kích diễn ra trong một ngày. Tình hình rất khó khăn cho Ukraine. Ông Vitali Barabas, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Adipka cho hay, chỉ riêng ngày 5 tháng 1 đã có hàng chục cuộc không kích được tiến hành. Tình hình rất khó khăn dù đã được kiểm soát. Trước mức độ dữ dội chưa từng thấy của các đợt giao tranh, ông Barabas đồng thời kêu gọi tất cả các cư dân Adipka sơ tán. Hiện tại vẫn còn hơn 1 người dân Ukraine bám trụ lại thành phố này Ông Barabas nói: "Hãy chuẩn bị sẵn sàng đưa gia đình và bạn bè của bạn đi sơ tán. Chúng ta sẽ sơ tán, sơ tán để cứu lấy mạng sống. Còn chúng tôi ở đây, chúng tôi vẫn nỗ lực, dù khó khăn đến đâu, hãy cùng nhau chiến thắng." Trước đó, Nga đã bắt đầu một giai đoạn tấn công mới ở Donetsk, mục tiêu là bao vây Adipka. Các cuộc giao tranh quyết định đang diễn ra, có lẽ vì thế mà cường độ tấn công của Nga trong những ngày qua nhằm vào thành phố này trở nên ác liệt hơn. Về phần mình, Bộ Tổng tham Mỹ Ukraine cho biết, họ vẫn kiểm soát tình hình tại Adipka và đang nỗ lực đẩy lùi các đợt tấn công của Nga phía Ukraine đã ngăn chặn thành công 4 cuộc tấn công của Nga ở vùng lân cận Novobakmutivka và Adipka, cùng 17 cuộc tấn công khác ở Pevomaisk và Nevensk, tỉnh Donetsk. Khi quân đội Nga đã tiến vào khu vực Stepovoye, Ukraine đã không thể chống chọi được với các đợt tấn công của Nga và đã rút lui. Lính pháo binh Nga cũng đã bắt đầu các cuộc tấn công tích cực vào các loạt vị trí tập kết của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kurakhovo. Đây cũng là trung tâm hậu cần của Kiev. Hãng không tấn TASS dẫn lời ông Yan Gagin, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, trước các đợt tấn công dữ dội của pháo binh và máy bay không người lái Nga, quân đội Ukraine đã rút các hệ thống phòng không lùi sâu về khu vực hậu phương. Vị cố vấn lưu ý thêm rằng, do buộc phải tái triển khai các hệ thống phòng không, phía Ukraine đã để lại một phần đáng kể các công sự không được bảo vệ. Ở mặt trận Kupiansk, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết, các lực lượng Nga có thể đã sẵn sàng cho một nỗ lực nhằm chiếm thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov khi các bản đồ của viện này thể hiện tình hình mới nhất ở Ukraine vai trò của thành phố kupias như một trung tâm hậu cần cho các cuộc tiến quân xa hơn về phía nam đã khiến nó trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công mới của nga isvk cho biết nga đã dần dần xây dựng lại các đơn vị được tái lập và được trang bị tốt trong khu vực để tăng cường các hoạt động cục bộ isvk cho rằng các điều kiện thuận lợi cho lực lượng nga tăng cường hoạt động theo hướng kupias và giành được nhiều lãnh thổ đáng kể hơn các khu vực khác mà lực lượng nga đang cố gắng chiếm giữ nếu thành công có thể buộc quân đội ukraine rời khỏi bờ đông sông oskin và đặt điều kiện cho các hoạt động tấn công trong tương lai dọc tuyến Kupyats-Svatove. Remineia. Bản đồ ISVK đã cho thấy Nga tiến về phía nam Kupyansk trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 1, hướng tới các thị trấn bao gồm Kamazhinivka, Nevsky, Teni và Totsky. Một bản đồ khác của ISVK cho thấy những bước tiến khác của Nga ở khu vực Donetsk, bao gồm cả những bước tiến nhỏ ở phía bắc Adipka. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo cuối năm 2023 đã tuyên bố sẽ gia tăng các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine. Giờ đây, Kiev đã nhận ra ông chủ điện Kremlin muốn gì. Đêm ngày 2 tháng 1, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng 500 tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào Ukraine chỉ trong vòng 5 ngày, gây ra nhiều thương vong cho thủ đô Kiev. Đây là đợt không kích lớn nhất của Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Không chỉ ở thủ đô Kiev, nhiều mục tiêu tại tỉnh Kharkov ở Đông Bắc, Zaporizhia ở phía Nam, Odessa ở bờ biển phía Nam và thậm chí Lviv ở phía tây cũng hứng chịu các cuộc không kích dồn dập. Kể từ khi phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine, Nga chưa bao giờ ngừng tấn công bằng đường không, nhưng loạt cuộc tấn công mới nhất này đánh dấu bước gia tăng chưa từng có. Theo giới quan sát quân sự, không chỉ gia tăng về quy mô, quân đội Nga cũng thay đổi chiến thuật không kích vào Ukraine. Nga nhiều tuần qua đã liên tục sử dụng UAV tấn công Kiev, nhưng lần này chiến thuật hoàn toàn khác. Sau đợt sóng UAV đầu tiên, Nga liên tiếp phóng nhiều loại tên lửa khác nhau, làm áp đảo và xuyên thủng hệ thống phòng không của Kiev lần đầu tiên sau nhiều tháng tên lửa Nga lao xuống khu vực trung tâm thủ đô Ukraine. Nga đồng thời cũng thay đổi trọng tâm không kích của mình. Vào ngày 29 tháng 12, họ nhắm vào các thành phố trên khắp nước Ukraine. Ngày 2 tháng 1, chỉ Kiev và Kharkov trở thành mục tiêu. Không rõ Nga có thể tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn như vậy trong bao lâu. Ukraine chưa từng chứng kiến những cuộc tập kích lớn dồn dập như vậy kể từ khi xung đột nổ ra. Điều này khiến giới phân tích đặt câu hỏi về mục đích của Nga phía sau các động thái nêu trên. Chuyên gia Oleksandr Musiyenko thuộc Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý quân sự Ukraine nói rằng, Nga luôn cố gắng tìm ra cách tốt hơn để phá vỡ hệ thống phòng không của chúng tôi và khiến các cuộc tấn công của họ trở nên hiệu quả hơn. Moscow sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau như tên lửa siêu thanh, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bắn từ nhiều hướng khác nhau. Những vũ khí này có thể thay đổi hướng bay trên bầu trời, khiến lực lượng phòng không Ukraina rất khó đánh chặn. Ngoài ra, cách Nga chuẩn bị cho những cuộc tấn công này cũng đang thay đổi. Cơ quan tình báo Ukraina SBU cho biết đã phát hiện và vô hiệu hóa hai camera giám sát trực tuyến mà họ cho rằng đã bị Nga xâm nhập để theo dõi hệ thống phòng thủ của Kiev và trinh sát các mục tiêu. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington cho rằng, những cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine là một phần của cuộc chạy đua tấn công phòng thủ về mặt chiến thuật và công nghệ, nhằm tìm cách thích ứng với tình hình, đặc biệt là trong lĩnh vực tấn công tầm xa và phòng không. Việc Nga nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine cho thấy nỗ lực nhằm làm suy giảm năng lực quân sự và công nghiệp của đối phương khi chiến tuyến phần lớn tĩnh lặng. Điều này trái ngược với các cuộc tấn công lớn vào mùa đông năm 2022, khi Moscow chủ yếu tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh lưu ý những diễn biến mới kể trên cho thấy sự thay đổi tạm thời về cách tiếp cận trong các cuộc tấn công tầm xa của nga các nhà hoạch định nga dường như đang nhận ra tầm quan trọng ngày càng gia tăng của năng lực công nghiệp quốc phòng khi họ chuẩn bị cho cuộc chiến tiêu hào kéo dài economist dẫn nguồn tin từ một quan chức quốc phòng ukraine cho biết các cuộc tấn công của nga chủ yếu nhắm vào các địa điểm liên quan đến việc sản xuất tên lửa và máy bay không người lái chúng có ý nghĩa chiến lược đối với nga nhằm mục đích làm giảm khả năng chiến đấu của chúng tôi đây là cuộc đọ sức xem bên nào có thể phá hủy được nhiều vũ khí tầm xa của phía bên kia hơn các hệ thống phòng không của Ukraine sẽ không thể đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của Nga trong mùa đông này do thiếu tên lửa đánh chặn. New York Times dẫn lời các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cho hay, Mỹ sẽ sớm không thể cung cấp cho Ukraine tên lửa đánh chặn sử dụng cho hệ thống tên lửa đất đối không Patriot có giá khoảng từ 2 đến 4 triệu đô la Mỹ. Trước đó, Telegraph đưa tin, các hệ thống phòng không của Ukraine sẽ không thể đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của Nga trong mùa đông này do thiếu tên lửa đánh chặn. Các nước phương Tây đã và đang cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022. Sự hỗ trợ này đã phát triển từ vũ khí hạng nhẹ đến các phương tiện hạng nặng, bao gồm cả xe tăng. Ukraine cuối cùng đã bắt đầu thúc đẩy phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu, điều mà các nhà tài trợ nước ngoài của họ từ lâu đã phản đối. Điện Kremlin nhiều lần đã cảnh báo việc cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ khiến căng thẳng gia tăng. Vào tháng 4 năm 2022, Nga đã gửi công hàm ngoại giao tới tất cả các nước NATO về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo bất kỳ phương tiện chở hàng nào chứa vũ khí Ukraine đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của Moscow. Trong khi đó, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ Salanda Young nhấn mạnh không có con đường nào giúp Ukraine ngoài việc quốc hội phê chuẩn nguồn tài trợ bổ sung để giúp Kiev khi nước này chiến đấu với Nga trong cuộc xung đột đã kéo dài gần 2 năm. Bà Young cho biết, mặc dù lầu năm góc có một số thẩm quyền hạn chế để giúp đỡ Kiev nếu thiếu nguồn tài trợ mới từ quốc hội, nhưng điều đó sẽ không đưa được lượng lớn thiết bị vào Ukraine. Trước đó, theo đài Sputnik của Nga, nêu bật tình trạng thiếu hỗ trợ quân sự từ Mỹ dành cho Kiev. Các nhà phân tích phương Tây cảnh báo lực lượng phòng không của Ukraine có thể phải sử dụng biện pháp giảm bớt các đơn vị phòng không và chỉ tập trung bảo vệ những mục tiêu quan trọng nhất. Nhận định này được nêu ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vẫn tranh cãi về gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ do Tổng thống Joe Biden đề xuất cho Ukraine. Chuyên gia phân tích quốc phòng Jimmy Ruston cho biết, Ukraine sẽ phải phân bổ lại một số hệ thống phòng không nếu muốn duy trì khả năng tác chiến lâu dài. Có thể xảy ra trường hợp Ukraine phải chấp nhận bỏ qua một số mục tiêu vì họ không có đủ thiết bị đánh chặn. Theo ông Rustin, đây rõ ràng là một quyết định khó khăn, nhưng nếu Ukraine sắp hết tên lửa để tấn công các mục tiêu sắp tới, họ sẽ phải phân bổ chúng để bảo vệ các mục tiêu quan trọng nhất. Những lo ngại trên được cho là liên quan đến Patriot do tập đoàn Raytheon sản xuất. Mỹ đã gửi Patriot tới Kiev vào mùa xuân năm ngoái. Tuy nhiên, Moscow cho rằng hệ thống này gặp khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa của Moscow và đã trở thành mục tiêu của nước này. Sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của quân đội Nga vừa qua, một cố vấn của Bộ Tư lệnh Không quân Lực lượng Vũ trang Ukraine thừa nhận rằng lực lượng phòng không nước này chưa một lần đánh chặn thành công dòng tên lửa hành trình diệt hạm Kh-22. Ukraine ước tính Nga đã phóng 300 quả Kh-22 kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát. Trong khi Washington còn lưỡng lự, trước đó, London tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine thông qua việc cung cấp 200 tên lửa không đối không tầm ngắn tiên tiến Amraam am cho nước này. Loại tên lửa này thường được trang bị cho máy bay để tham gia các cuộc không chiến nhưng cũng có thể được bắn từ hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAM do Na Uy sản xuất và một số loại tương tự của Mỹ. Giá trị của mỗi tên lửa Amraam lên đến 1 triệu đô la Mỹ và có phạm vi bắn từ 105 đến 160 km. Trong bình luận liên quan đến việc chuyển giao Amraam cho Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Saab từng cáo buộc Nga đang thử thách quyết tâm của phương Tây ở Ukraine bằng chiến dịch tấn công chính xác, đồng thời kêu gọi các nước đồng minh đoàn kết và tăng gấp đôi nỗ lực để mang lại cho Ukraine những gì họ cần để giành chiến thắng quân đội Nga vừa qua đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và hành trình lớn nhất ở Ukraine kể từ năm 2022, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, sân bay quân sự, bến cảng, trụ sở chính, kho nhiên liệu và đạn dược với cuộc tấn công áp đảo hệ thống phòng không địa phương. Theo truyền thông Anh, giới chức tình báo phương Tây và Ukraine cáo buộc Nga đã dành nhiều tháng dự trữ tên lửa cho các cuộc tấn công mùa đông nhằm áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine, làm suy yếu nỗ lực chiến tranh của Kiev và buộc quân đội Ukraine phải dừng các hoạt động tấn công trên mặt trận đề cập đến các cuộc tấn công của Nga, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yamak cho biết, chúng tôi đang làm mọi thứ để tăng cường hệ thống phòng không của mình. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, lực lượng vũ trang nước này chỉ tấn công các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng liên quan. Về phần mình, Kiev đã đáp trả cuộc tấn công của Nga bằng chiến dịch tấn công tên lửa nhằm vào Belgorod, thành phố 340.000 dân, cách Kharkov khoảng 40 km. Tờ New York Times đưa tin cho biết khán giả Ukraine đang quay lưng lại với Telemarathon United News, một chương trình phát sóng đa kênh suốt ngày đêm được thiết lập như một nguồn thông tin truyền hình duy nhất về cuộc xung đột với Nga bởi vì nó đã biến thành không hơn gì một cơ quan ngôn luận cho chính phủ. Telemarathon United News được thành lập theo lệnh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhận 40% kinh phí từ chính phủ. Các kênh đối lập đã bị từ chối tham gia vào dự án Chương trình phát sóng được 6 mạng hàng đầu của Ukraine đồng sản xuất kể từ khi bắt đầu cuộc giao tranh giữa Moscow và Kiev vào đầu năm 2022. Báo cáo của New York Times mô tả chương trình phát sóng 24 trên 7 là một công cụ chính trong việc đăng tải thông tin của Ukraine. Đó là rất quan trọng để cùng nhau giữ vững đất nước. Tuy nhiên, sau 2 năm xung đột, người Ukraine ngày càng mệt mỏi với telemarathon. Người xem hiện ngày càng phàn nàn rằng những thước phim thường vẽ ra một bức tranh quá màu hồng về cuộc xung đột che giấu những diễn biến đáng lo ngại ở tiền tuyến và sự suy giảm sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine. Người đứng đầu Viện Thông tin Đại chúng có trụ sở tại Kiev từng nói rằng mọi người đều chán ngấy bức ảnh có nội dung chúng tôi đang chiến thắng, mọi người thích chúng tôi và cho chúng tôi tiền. Đó là tuyên truyền không đúng sự thật của nhà nước. Igor Kulias của Detector Media cho biết trong suốt năm 2023 vừa qua, Telemarathon đã nhấn mạnh tính hiệu quả và kỹ năng của lực lượng Ukraine trong khi quân đội Nga được miêu tả đang trong tình trạng hoảng loạn, chịu tổn thất đáng kể và đầu hàng hàng loạt. Tuy nhiên ông chỉ ra rằng đó là một thực tế hoàn toàn khác với những gì đang thực sự diễn ra trên thực địa. Các chuyên gia nhận thấy khán giả Ukraine chuyển dần khỏi telemarathon, thường chuyển sang các chương trình thực tế và chương trình giải trí vì một dấu hiệu cho thấy người dân ngày càng bất mãn với chính phủ khi chiến thắng trên chiến trường trở nên khó nắm bắt. Tuy nhiên giới lãnh đạo Ukraine vẫn hy vọng giành lại lãnh thổ do Nga kiểm soát trong năm 2024. Trong khi đó giới chức Mỹ cho rằng mục tiêu thực tế hơn có thể là ngăn chặn Nga có thêm những bước tiến trong khi Ukraine củng cố quân đội và tiến hành thêm các cuộc tấn công như ở Crimea. Các địa điểm bị nhắm tới có thể bao gồm nhà máy, kho vũ khí và các tuyến xe lửa để vận chuyển đạn dược. Mục tiêu là tạo ra đủ mối đe dọa đáng tin cậy để Nga có thể cân nhắc tham gia các cuộc đàm phán có ý nghĩa vào cuối năm 2024 hoặc năm 2025. Tương tự, trong một cuộc phỏng vấn với Business Insider gần đây, chuyên gia Frank Stefan Gadi tại Trung tâm An ninh Mỹ mới ở Washington DC cho rằng, Ukraina có thể tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn vào năm 2024. Do những hạn chế về nguồn lực, nhưng vẫn có thể tiến hành những cuộc tấn công quy mô nhỏ hơn. Nếu như thế, những cuộc tấn công lẻ tẻ, quy mô nhỏ hơn có thể là những cuộc phản công hoặc có thể tương tự như một số cuộc tấn công của Ukraine ở Crimea và đằng sau chiến tuyến của các lực lượng Nga trong năm 2023. Những cuộc tấn công kiểu này chắc chắn gửi đi thông điệp, nhưng chúng có thể không phải là những bước ngoặt đủ lớn để thay đổi cục diện. Hiện nay cả Moscow lẫn Kiev đều bác bỏ phương án giải quyết xung đột thông qua đàm phán. Ông Putin thường xuyên tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng đàm phán, nhưng nhấn mạnh hòa bình sẽ chỉ đạt được khi Ukraine phi quân sự hóa và phi phát xít. Ông Zelensky đã loại trừ các cuộc đàm phán với Moscow khi ông Putin vẫn còn lãnh đạo Nga và nói trong cuộc họp báo gần đây rằng không có yêu cầu đàm phán nào từ Moscow. Thưa quý vị, Ukraine sẽ ngày càng khó thuyết phục được Mỹ và các nước châu Âu cung cấp thêm viện trợ quân sự khi kho dự trữ của chính họ cũng đang cạn kiệt. Tổng thống Volodymyr Zelensky dường như đã nhận ra thực tế này và Kiev phải chuẩn bị kế hoạch B cho chính mình. Ukraine sẽ ngày càng khó thuyết phục được Mỹ và các nước châu Âu cung cấp thêm viện trợ quân sự khi kho dự trữ của chính họ cũng đang cạn kiệt. Tổng thống Volodymyr Zelensky dường như đã nhận ra thực tế này và Kiev phải chuẩn bị kế hoạch B cho chính mình kho dự trữ đã cạn kiệt đáng kể sau khi cung cấp vũ khí và đạn dược cho ukraine để chiến đấu với nga mỹ và các thành viên khác của nato như pháp và đức đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của kiev bên cạnh đó lãnh đạo của những nước này đặc biệt là tổng thống mỹ joe biden đang phải đối mặt với các rào cản chính trị trong nước trong việc đáp ứng danh sách mong muốn dài vô tận của ukraine tổng thống ukraine zelensky dường như đã nhận ra thực tế này và kiev phải chuẩn bị kế hoạch b cho chính mình trong cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí economist ông zelensky nói về sức mạnh của chính ukraine Mặc dù vẫn lạc quan rằng cuối cùng Mỹ vẫn sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự, nhưng ông cho hay Ukraine cũng đang xây dựng cơ sở sản xuất của riêng mình trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung từ phương Tây. Tạp chí Economist tiết lộ, đó là thông điệp mà ông Zelensky đã nhắc đến trong bài phát biểu năm mới. Ông đang đề nghị chính phủ Mỹ cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất nhiều loại vũ khí, từ hệ thống pháo binh, tên lửa cho đến phòng không như một phần của kế hoạch B. Ukraine có một số thay đổi tích cực kể từ khi xung đột với Nga bùng phát. Nhiều nhóm tình nguyện, công ty khởi nghiệp được thành lập để phát triển các công cụ và thiết bị cần thiết cho lực lượng vũ trang, chẳng hạn như đạn cối và pháo binh, máy bay không người lái, xe bọc thép và tên lửa. Theo ông Oleksandr Kamysin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, khoảng 500 công ty trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này đang tham gia sản xuất vũ khí cho quân đội. Trong số đó, có 70 nhà máy thuộc sở hữu nhà nước, hơn 200 nhà máy tư nhân sản xuất hệ thống không người lái và hơn 200 công ty tư nhân sản xuất các loại vũ khí và đạn dược. Theo ông Kamishin, ngành công nghiệp vũ khí Ukraine đã tăng trưởng hàng chục, thậm chí hàng trăm lần vào năm 2023 so với một năm trước đó ở một số phân khúc. Sản lượng đạn pháo đã tăng 20 lần trong 10 tháng qua và sản lượng xe bọc thép đã tăng gấp 5 lần trong cùng thời kỳ. Thừa nhận rằng nhiều nước đã cạn kiệt nguồn dự trữ và khó có thể viện trợ thêm cho Ukraine, ông Kamishin cho hay Kiev hiện đang tìm kiếm các hình thức hợp tác khác, bao gồm cả việc cùng sản xuất vũ khí. Hơn 60 công ty đã ký thỏa thuận trở thành một phần của Liên minh các ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Các công ty này chủ yếu đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thổ Nhĩ Kỳ. Những diễn biến nêu trên cho thấy thực tế xung đột ở Ukraine sẽ còn kéo dài và sự hỗ trợ mà Mỹ và các đồng minh NATO khác dành cho Ukraine đã làm cạn kiệt kho dự trữ của chính họ đến mức đáng lo ngại. Dư luận các nước phương Tây đặt câu hỏi liệu họ có còn đủ số lượng vũ khí trong kho để phục vụ việc huấn luyện và thực hiện các kế hoạch chiến tranh trong trường hợp xảy ra xung đột mà chính họ có liên quan trực tiếp hay không. Kế hoạch B của ông Zelensky có thể là giải pháp cho tất cả các vấn đề đó. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng có nhiều thách thức đối với kế hoạch B của Ukraine, trong đó có hai vấn đề đặc biệt đáng chú ý. Vấn đề đầu tiên là yếu tố bảo mật. Các dây chuyền sản xuất ở Ukraine rất dễ bị Nga tấn công, các khoản đầu tư hàng triệu đô la Mỹ của phương Tây có thể tiêu tan chỉ trong một cuộc tập kích. Thứ hai, một lượng đáng kể nguyên liệu thô và tài nguyên nằm trong hoặc gần các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát và điều này tạo ra vấn đề cho chuỗi cung ứng cũng như lực lượng lao động. Xung đột khiến Ukraine không thu hút được nguồn lao động nước ngoài vào thời điểm lực lượng lao động của nước này đang bị căng thẳng. Theo bà Katerina Bonda, cựu cố vấn đặc biệt của chính phủ Ukraine, các vấn đề nêu trên có thể giải quyết được. Với vấn đề thứ nhất, các liên doanh giữa phương Tây và Kiev này nên được đặt bên ngoài Ukraine, lý tưởng nhất là ở một quốc gia NATO gần đó để giảm thiểu chi phí và thời gian cần thiết cho việc vận chuyển đến tiền tuyến. Điều đó sẽ giảm bớt lo ngại về an ninh của các công ty phương Tây. Khả năng Nga tấn công một nhà máy trên lãnh thổ NATO là rất nhỏ, vì Moscow cũng sẽ phải tính đến khả năng NATO kích hoạt điều năm. Việc đặt các liên doanh sản xuất vũ khí ở một nước ngoài khác Ukraine cũng giải quyết được bài toán về nguồn lao động hoạt động trong các khu vực pháp lý của EU và theo luật pháp EU, các liên doanh sẽ được hưởng lợi từ các cấu trúc pháp lý mạnh mẽ, bao gồm các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền của nhà đầu tư, nguy cơ tham nhũng hoặc can thiệp chính trị sẽ tương đối thấp. Theo bà Bonda, bằng cách này Ukraine sẽ được hưởng lợi từ chuỗi cung ứng và đổi mới của Mỹ và châu Âu, đồng thời cho phép các nước NATO kết hợp bài học từ kinh nghiệm chiến trường của Ukraine để cải thiện năng lực quốc phòng cũng như cơ sở công nghiệp quốc phòng của chính họ. Máy bay không người lái FPV với công nghệ thị giác, thu thập dữ liệu mục tiêu tự động và thiết bị chụp ảnh nhiệt đã xuất hiện trong các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga ở tiền tuyến. Quân nhân Ukraine Sergei Beskresnov, biệt danh Flash, một chuyên gia về thông tin liên lạc, tác chiến điện tử và tình báo, đã nói về điều này trên kênh Telegram của mình vào ngày 6 tháng 1 năm 2024. Lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến đoạn video lấy từ một chiếc FPV của Nga với chức năng thị giác và thu mục tiêu tự động. Hơn nữa, nó còn hoạt động ở chế độ chụp ảnh nhiệt. Họ đã ở phía trước chúng ta. Quân nhân này mô tả, máy bay không người lái này sẽ tự làm mọi việc sau khi phi công bay đến mục tiêu và đánh dấu nó từ trên cao. Máy bay không người lái này sẽ khiến các hệ thống tác chiến điện tử trở nên vô dụng, không cần phi công có kinh nghiệm. Phạm vi bay từ mặt đất tăng gấp 2 lần, mục tiêu đang chuyển động sẽ bị bắn trúng chính xác hơn. Điều đó làm quân nhân này rất lo lắng. Một thời gian sau khi bắt đầu cuộc xung đột, những chiếc UAV cảm tử, đạn tuần kích đầu tiên của dòng Lancet đã xuất hiện. Loại máy bay này khi đó cũng được coi là thô sơ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, những chiếc lan xét này đã được hoàn thiện nhờ kinh nghiệm thực tế thu được trong quá trình chiến đấu và trở nên đáng sợ hơn nhiều. Giờ đây các máy bay không người lái lan xét và FPV mới với hệ thống thu thập mục tiêu tự động và các cải tiến công nghệ khác đã xuất hiện ở tiền tuyến, chúng sẽ đi theo con đường tương tự và trở thành phương tiện hủy diệt không kém phần hiệu quả. Trước đó, máy bay không người lái UAV đã được Nga và Ukraine sử dụng rộng rãi kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2 năm 2022. Cả hai bên đều có kế hoạch tăng cường sản xuất loại thiết bị bay này bởi cuộc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Andrei Belousov cho biết, Nga có kế hoạch sản xuất hơn 32.000 máy bay không người lái mỗi năm từ nay đến năm 2030 và các nhà sản xuất trong nước sẽ chiếm 70% thị trường. Theo ông Andrei Belousov, số lượng sản xuất hàng năm của máy bay không người lái, không bao gồm các máy bay không người lái phục vụ mục đích khoa học, đã được lên kế hoạch. Con số này cao hơn gần gấp 3 lần so với khối lượng sản xuất hiện tại. Ông cũng nhấn mạnh rằng Nga sẽ tài trợ cho dự án quốc gia về máy bay không người lái với số tiền 696 tỷ rúp, tương đương với 7,66 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Các thông tin chi tiết về dự án sẽ được công bố trong tháng này. Máy bay không người lái của Nga ban đầu được triển khai để gây nhiễu hệ thống phòng không Ukraine vì chúng khó bị phát hiện hơn tên lửa. Tuy nhiên, sau này để tối ưu chi phí, Nga đã chuyển qua sử dụng máy bay không người lái giá rẻ thay vì triển khai tên lửa có giá thành đắt đỏ để tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine. Theo các báo cáo từ các nguồn tin quân sự Nga, các loại UAV được triển khai trong cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine đều đem lại hiệu quả cao trong đó dòng UAV Lancet được đánh giá là một loại vũ khí tối ưu, thể hiện được sức mạnh vượt trội thông qua các cuộc tấn công xe tăng, xe bọc thép, phá hủy máy bay chiến đấu cũng như cứ điểm quân sự của Ukraine. Ngoài sử dụng UAV nội địa, Nga cũng tích cực sử dụng máy bay không người lái xa hết do Iran sản xuất trong các cuộc tấn công trên không vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Kiev từng đề cập với các nhà lãnh đạo phương Tây nhu cầu về máy bay chiến đấu hiện đại đã trở nên cấp thiết hơn kể từ khi lực lượng không quân Nga bắt đầu sử dụng rộng rãi bom lượn có điều khiển loại bom có thể tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách xa hơn. Theo đó, một liên minh gồm các quốc gia phương Tây sẵn sàng gửi máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine đã được thành lập. Đan Mạch và Hà Lan là hai quốc gia châu Âu đầu tiên được Mỹ cho phép tái xuất khẩu F-16. Họ đều cam kết gửi những chiếc tiêm kích nói trên đến Ukraine trong nhiệm vụ hỗ trợ phòng thủ. Theo thông báo, Đan Mạch hứa sẽ gửi 19 chiếc F-16, trong khi Hà Lan cam kết cung cấp 18 chiếc. Chúng sẽ tạo thành xương sống mới cho không quân Ukraine Tuy nhiên, hãng tin Đan Mạch Berlingske cho biết Đan Mạch có thể hoãn việc giao các tiêm kích F-16 đã hứa cho Ukraine. Sự trì hoãn này dự kiến sẽ kéo dài tối thiểu 6 tháng. Mốc thời gian Ukraine có thể nhận tiêm kích F-16 là quý 3 năm 2024. Bộ Quốc phòng Đan Mạch nhấn mạnh rằng mốc thời gian bàn giao máy bay phụ thuộc một vài yếu tố, ví dụ như sự sẵn sàng của các phi công Ukraine cùng với sự đầy đủ về hậu cần và cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết để bảo trì máy bay. Báo chí Mỹ trước đó đã dẫn lời một quan chức cấp cao tại Lầu Năm Góc nói rõ các phi công Ukraine hiện không được trang bị kỹ năng để giám sát các hoạt động của tiêm kích F-16. Quá trình đào tạo đối với họ vẫn đang diễn ra và theo ước tính của quân đội Mỹ, sẽ có thêm nhiều phi công Ukraine sẵn sàng đảm nhận vai trò chỉ huy vào cuối mùa hè năm 2024. Hiện tại Đan Mạch và Bỉ giữ vững cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo phi công Ukraine sử dụng tiêm kích F-16 của họ. Các trung tâm huấn luyện ở Đan Mạch thường xuyên sử dụng những máy bay này. Bên cạnh đó, một cặp F-16 bổ sung do Bỉ cung cấp dự kiến sẽ tham gia vào việc nâng cao kỹ năng của các phi công Ukraine tại các trung tâm ở Đan Mạch. Về phía Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh việc xuất hiện các thiết bị có khả năng mang vũ khí hạt nhân trong lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bị Nga coi là mối đe dọa từ phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Ukraine nhận được những máy bay chiến đấu này, Moscow sẽ xem xét các phương án để phá hủy chúng. Hôm 7 tháng 1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trừng phạt 5 công ty quốc phòng của Mỹ bao gồm BAE System Land and Armament, Alliance Tech System Operation, AeroVironment, VASAT và DataLink Solution. Lệnh trừng phạt này bao gồm việc đóng băng tất cả tài sản của năm công ty này ở Trung Quốc. Các cá nhân, tổ chức ở Trung Quốc cũng bị cấm giao dịch và hợp tác với năm công ty này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, động thái mới là hậu quả sau những hành động sai lầm nghiêm trọng của Mỹ, gây tổn hại đến chủ quyền và an ninh Trung Quốc, làm suy yếu hòa bình ổn định trên eo biển Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ trích Mỹ vì trừng phạt đơn phương bất hợp pháp đối với các công ty Trung Quốc. Trong thông điệp hôm 7 tháng 1, Bắc Kinh kêu gọi Mỹ tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và chấm dứt cung cấp vũ khí cho đảo Đài Loan, Trung Quốc. Tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hợp đồng bán số vũ khí thiết bị quân sự trị giá 300 triệu đô la Mỹ cho Đài Loan. Trong thông báo đưa ra hồi tháng 12 năm 2023, cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, đợt bán thiết bị này liên quan tới việc duy trì khả năng chỉ huy, kiểm soát, liên lạc và máy tính cho Đài Loan phía lầu năm góc nhấn mạnh việc hỗ trợ trên sẽ cải thiện năng lực của đài loan nhằm đáp ứng những mối đe dọa hiện tại và trong tương lai thông qua việc tăng cường mức độ sẵn sàng hoạt động về vấn đề này cơ quan phòng vệ đài loan cũng cho biết gói thiết bị mới sẽ giúp duy trì hiệu quả chỉ huy tác chiến hỗn hợp cũng như hệ thống kiểm soát từ đó cải thiện nhận thức trên chiến trường mỹ có luật bán vũ khí và thiết bị quốc phòng cho đài loan với mục tiêu giúp hòn đảo này tự vệ nhưng các thỏa thuận mua bán thiết bị quốc phòng như trên cũng là chủ đề gây tranh cãi thường xuyên giữa mỹ và trung quốc nước vốn xem đài loan là một tỉnh Đợt mua bán mới nhất của Mỹ với Đài Loan được công bố giữa lúc căng thẳng an ninh giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục tiếp diễn. Trước đó vào tháng 11 năm 2023, Đài Loan cho biết đã phát hiện nhiều máy bay chiến đấu và tàu chiến của Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo, trong đó có nhiều chiếc vượt đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan. Theo hãng tin Reuters, động thái trên diễn ra trước thềm cuộc bầu cử lãnh đạo và chính quyền mới ở Đài Loan, dự kiến diễn ra ngày 13 tháng 1 năm 2024. Cụ thể, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã phát hiện nhiều máy bay chiến đấu J-10 và J-16 nhiều trực thăng hoạt động ngoài khơi miền Trung và phía Tây Nam hòn đảo, 12 chiếc trong số đó đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan. Theo cơ quan này, các máy bay nói trên phối hợp với các tàu chiến Trung Quốc để thực hiện các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung. Phía Đài Loan đã nhanh chóng điều động lực lượng tới giám sát các hoạt động của đội tàu và máy bay của Trung Quốc. Ngay sau đó, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn có trao đổi với tờ The New York Times về khả năng Trung Quốc đổ bộ quân sự sang Đài Loan. Bà Thái nói: "Tôi nghĩ giờ lãnh đạo Trung Quốc vào thời điểm này đang bị choáng ngợp với những thách thức nội bộ, Phần lớn là do những thách thức kinh tế, tài chính cũng như chính trị trong nước, có lẽ đây không phải là lúc để họ tính tới việc đổ bộ quân sự vào Đài Loan. Phản ứng trước phát ngôn của bà Thái, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc cuối cùng và chắc chắn sẽ thống nhất. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói: "Quân đội Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc." Thưa quý vị, trang tin Business Insider dẫn một báo cáo cho biết, lực lượng Nga đã liên tục phát động các cuộc tấn công bằng xe tăng và xe bọc thép vào cùng một khu vực trong rừng Ukraine. Tuy nhiên, lần nào lực lượng của Kiev cũng ngăn chặn thành công và liên tiếp dội hỏa lực pháo binh khiến binh sĩ Nga buộc phải rời vị trí chiến đấu. Tạp chí Forbes đăng tải thông tin cho biết họ có bằng chứng trực quan về ít nhất 7 cuộc tấn công thất bại của Nga vào cùng một khu vực ở phía đông bắc Ukraine. Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố đã cho thấy cuộc tấn công thất bại gần đây nhất của Nga tại khu vực này. Trong đoạn video, hai xe tăng Nga với sự yểm trợ của hai xe chiến đấu BMP đã tiến vào một khu vực chống trải trong rừng. Thứ duy nhất nằm ngổn ngang tại đây có vẻ là các phương tiện chiến đấu đã bị hỏng hóc. Không lâu sau, một vụ nổ diễn ra ngay trước mũi đoàn xe của Nga. Hỏa lực pháo binh Ukraine bất ngờ dội liên tiếp khiến lực lượng Nga bị bất ngờ. Theo Business Insider, khoảng chục binh sĩ Nga buộc phải rời vị trí chiến đấu và tìm cách ẩn nấp trong các chiến hào gần đó trong lúc lực lượng Ukraine tiếp tục phá hủy các xe bọc thép khác. Một số binh sĩ trong vụ nổ này dường như đã bị thương. Forbes cho biết các nỗ lực tấn công này do lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 25 và số 138 của Nga phát động gần làng Sinkipka, tỉnh Kharkov, Ukraine. Đáng nói, cả 7 lần quân đội Nga tiến công, lữ đoàn cơ giới số 14 và 30 của Ukraine đều có thể ngăn chặn thành công. Mới đây nhất, trong ngày 6 tháng 1, Nga đã đẩy mạnh tấn công thành phố Pokrovsk của Ukraine, bắn phá hàng loạt với tên lửa S-300 trong bài phát biểu thường nhật qua video, Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo các cuộc tấn công của Nga sẽ hứng chịu sự đáp trả mạnh mẽ từ phía Ukraine. Trong tuần đầu tiên của năm 2024, Bộ Quốc phòng Ukraine đã hệ thống hóa gần chục mẫu vũ khí và thiết bị quân sự mới sản xuất trong nước và phê duyệt chúng để sử dụng trong quân sự. Các vũ khí mới này bao gồm các hệ thống robot, máy bay không người lái, thiết bị kỹ thuật và hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng ATGM hiện đại hóa với tên lửa mới. Các hệ thống robot mới bao gồm một nền tảng robot mặt đất để giải mìn từ xa với chức năng tự kích nổ từ xa và hệ thống hậu cần robot mặt đất. Về máy bay không người lái, quân đội Ukraine sẽ nhận được một phiên bản sửa đổi mới của máy bay không người lái Leleka và hai loại máy bay không người lái FPV với khả năng tải trọng khác nhau. Đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ máy bay không người lái khỏi thiết bị tác chiến điện tử của Nga. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận được một chiếc ATV hai chỗ ngồi có tải trọng 800kg và một xe móc chiến thuật riêng. Hệ thống tên lửa chống tăng di động Storm SM dựa trên xe chiến đấu bọc thép cũng đã được thử nghiệm và hệ thống hóa, đồng thời tên lửa Ukraina với nhiều loại đầu đạn khác nhau đã được phát triển cho ATGM. Tháng 10 năm 2023, chứng kiến Bộ Quốc phòng Ukraina lần đầu tiên phê duyệt các mẫu máy bay không người lái mới bằng cách sử dụng quy trình đơn giản hóa đã được nội các bộ trưởng phê duyệt gần đây, rút ngắn các mốc thời gian liên quan xuống còn vài ngày thay vì vài tháng. Các báo cáo gần đây lan truyền trên mạng xã hội Nga và Ukraine cho thấy Kiev rất có thể đã nhận được đạn pháo 155mm của Ấn Độ. Theo thông tin đăng tải trên một tài khoản Telegram, những quả đạn này tương thích với pháo tự hành Grab do Ba Lan cung cấp cho Ukraine. Tờ Eurasian Times cho biết, tin tức này xuất hiện vào thời điểm phương Tây đang xem xét khả năng cung cấp cả đạn pháo 155mm đã hết hạn sử dụng để có thể gửi ít nhất 200.000 quả đạn tới Ukraine mỗi tháng. Trước đó, Ấn Độ cho biết không cung cấp đạn dược cho Ukraine hoặc bất kỳ nước phương Tây nào để duy trì tính trung lập trong cuộc xung đột. Những truyền thông không phủ nhận khả năng chúng tới theo cách gián tiếp từ nước thứ ba. Được biết khách hàng của đạn pháo 155mm do Ấn Độ sản xuất là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Armenia. Ngoài ra, một quốc gia châu Âu giấu tên, rất có thể là Ba Lan hoặc Slovenia, gần đây đã mua với số lượng lớn. Một giả thuyết khác được đưa ra là Mỹ nhận đạn 155mm rồi gửi sang Ukraine. Quân đội Hoa Kỳ đã ký hợp đồng với 9 công ty ở Mỹ, Canada, Ấn Độ và Ba Lan về các bộ phận hoặc vật liệu chính cần thiết cho quá trình sản xuất nhằm đạt được sản lượng 80.000 quả đạn mỗi tháng vào quý 4 năm tài chính 2025. Công ty Ấn Độ Solar Industry India Limited là một trong 9 doanh nghiệp được trao hợp đồng. Trước đó ngày 4 tháng 1 năm 2024, người phát ngôn Bộ ngoại giao Ấn Độ, Randeep Wijewar, phủ nhận sự liên quan của New Delhi trong việc cung cấp đạn pháo cho lực lượng vũ trang Ukraine các cơ quan an ninh Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra tích cực về việc đạn pháo do nước này sản xuất được đưa vào Ukraine thông qua kế hoạch buôn bán vũ khí hoặc thông đồng với một quốc gia đối tác. Một trong những quốc gia phương Tây trung gian đang bị nghi ngờ có thể họ đã mua đạn pháo 155mm ở Ấn Độ với mục đích đưa chúng đến Ukraine thông qua một nước châu Âu, có lẽ là thành viên của khối NATO. Đến năm 2025, Mỹ có kế hoạch sản xuất ít nhất 100.000 quả đạn pháo 155mm mỗi tháng Điều đó có nghĩa là châu Âu sẽ phải tăng sản lượng đạn pháo 155mm của riêng mình lên 150% vào năm 2024. Tờ Eurasian Times kết luận, Đức gần đây đã đồng ý mua đạn pháo 155mm trị giá hơn 400 triệu đô la Mỹ từ Rheinmetall và một công ty giấu tên của Pháp. Số đạn này cũng dự định sẽ được gửi tới Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin hồi tháng 12 năm 2023 cho biết trên truyền hình, Chúng tôi đã đạt thỏa thuận với hai công ty hàng đầu của Mỹ về việc hợp tác sản xuất đạn pháo 155mm tại Ukraine, song không đề cập tên hai công ty. Thỏa thuận được tiết lộ sau khi giới chức Ukraine và Mỹ ký tuyên bố về dự định đẩy nhanh tốc độ hợp tác sản xuất vũ khí và trao đổi dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Ukraine về hệ thống phòng không, đạn dược và bảo dưỡng khí tài. Tuyên bố được ký tại Hội nghị Quốc phòng song phương ở Washington với sự tham gia của hàng trăm đại diện chính phủ và doanh nghiệp vũ khí của hai nước. Ông Kamishin cho biết Ukraine chưa từng chế tạo đạn pháo 155mm và sẽ phải mất tối thiểu 2 năm, tối đa 3 năm trước khi dây chuyền sản xuất đi vào hoạt động. Quan chức này cũng cho rằng Kiev cần được chuyển giao công nghệ từ phương Tây để có thể sản xuất đạn pháo. Mỹ và đồng minh ước tính đã chuyển hơn 2 triệu quả đạn pháo 155mm cho Ukraine kể từ khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2 năm 2022, tuy nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của Kiev. Theo truyền thông Ukraine, tư lệnh quân đội Valery Zaluzny hồi tháng 11 Nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rằng Kiev cần 17 triệu viên đạn pháo để phục vụ cho chiến sự, điều khiến ông Austin sửng sốt vì Washington không thể gom được số đạn như vậy trên phạm vi toàn cầu. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hồi tháng 7 năm 2023 thừa nhận kho dự trữ của Washington đang thiếu đạn pháo 155mm và có thể mất nhiều năm để bổ sung đến mức chấp nhận được. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không muốn phụ thuộc vào viện trợ quân sự từ phương Tây và nước này cần phải tăng cường năng lực sản xuất vũ khí nội địa. Không có gì khiến Nga sợ hơn là việc Ukraine có thể tự chủ về quân sự. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác liên quan đến xung đột Israel Hamas. Thưa quý vị, hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời tổng công tố viên tỉnh Kerman cho biết, 32 đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại tỉnh này, trùng với dịp lễ tưởng niệm 4 năm ngày mất của tướng Qasem Soleimani, cố chỉ huy đơn vị Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời Tổng công tố viên tỉnh Cơ cho biết, bà hai đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại tỉnh này, trùng với dịp lễ tưởng niệm 4 năm ngày mất của tướng Qasem Soleimani, cố chỉ huy đơn vị Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Cơ quan công tố Cơ cho biết thêm, có các thông tin cho thấy các nhóm khủng bố khác nhau, bao gồm IS, đang âm mưu tăng cường hoạt động, nên tất cả các lực lượng an ninh, tình báo và quân đội nước này đã được huy động, cùng với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ để phát hiện chất nổ. Các cơ quan chức năng nước này đã thu giữ 16 thiết bị nổ ngay trước lễ kỷ niệm ngày mất của cố tư lệnh Qasem Soleimani. Tổng công tố viên Kerman khẳng định hai vụ tấn công khủng bố được thực hiện bởi những kẻ đánh bom, đồng thời phủ nhận tin đồn về việc chất nổ đã được đặt trước và trong các thùng rác. Ngay sau khi xảy ra hai vụ tấn công, cơ quan chức năng Iran đã phát hiện một địa điểm ở ngoại ô thành phố Kerman được các đối tượng sử dụng làm nơi sản xuất thiết bị nổ để âm mưu thực hiện một kế hoạch khủng bố khác nhưng đã thất bại. Theo quan chức cơ quan công tố Iran, hai ba đối tượng thành viên IS đã bị bắt ở tỉnh Kerman trong những tháng gần đây khi chúng đang chuẩn bị thực hiện các hoạt động đánh bom tự sát. Đáng chú ý vừa qua, một vụ đánh bom khủng bố kép đã xảy ra ở thành phố Kerman, miền nam Iran, nhằm vào những người tham gia lễ kỷ niệm 4 năm ngày mất của tướng Qasem Soleimani, khiến 91 người thiệt mạng và 284 người khác bị thương. Tổ chức khủng bố IS đã nhận trách nhiệm tiến hành hai vụ tấn công trên. Trước đó, một video đăng trên mạng xã hội ghi lại cảnh quả bom phát nổ giữa đường phố Đông Đúc gần mộ tướng Qasem Soleimani ở đông nam Iran. Video mở đầu trên một con phố tấp nập người qua lại với một chiếc xe buýt đang chuẩn bị chuyển hướng. Ngay sau đó, vụ nổ lớn xảy ra khiến cả khu vực bị bao trùm bởi khói bụi. Tướng Soleimani vốn được coi là người quyền lực thứ hai Iran sau lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ông thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ hồi tháng 1 năm 2020 tại Baghdad, Iraq. IS, nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Sunni, từ lâu đã nuôi dưỡng mối thù hận với người Hồi giáo dòng CIA chiếm đa số ở Iran, vốn bị nhóm này coi là bội đạo, đi ngược lại các giá trị của đạo hồi. Người Sunni và người CIA từ lâu đã tranh cãi và căng thẳng về giáo lý, đặc biệt về việc ai là người kế thừa hợp pháp của nhà tiên tri Mohammed. Chính quyền Iran hôm ngày 5 tháng 1 cho biết một trong những kẻ đánh bom tự sát là người mang quốc tịch Tajik. Nhóm dân tộc Iran nói tiếng Ba Tư có nguồn gốc từ Trung Á, sống chủ yếu ở Afghanistan, Tajikistan và Uzbekistan danh tính kẻ tấn công thứ hai đang được điều tra. Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia, các cơ quan tình báo đầy năng lực của đất nước chúng ta đã phát hiện những manh mối rất tốt về những yếu tố liên quan đến vụ nổ khủng bố ở Kerman. Một bộ phận những kẻ có vai trò trong vụ việc này đã bị bắt giữ. Thứ trưởng Nội vụ Majid Miramadi tiết lộ, nhà chức trách đã bắt giữ các nghi phạm cùng những kẻ ủng hộ hoặc có liên quan tại 5 thành phố ở 5 tỉnh khác nhau. Tehran khẳng định sẽ thông tin thêm chi tiết về diễn biến trong những giờ tới. Trong buổi bài phát biểu mới trên truyền hình, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cũng khẳng định Tehran sẽ quyết định địa điểm và thời gian hành động nhằm đáp trả những gì đã xảy ra. Năm 2022, IS từng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công vào một ngôi đền của người Hồi giáo CIA ở Iran, cướp đi sinh mạng của 15 nạn nhân. Trước đó, nhóm cũng xác nhận đã thực hiện vụ đánh bom kép nhằm vào trụ sở quốc hội Iran và lăng mộ của người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo này. Azatola Ruhola Khomeini vào năm 2017. Ngày 6 tháng 1, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukri kêu gọi Pháp với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thúc đẩy một nghị quyết của cơ quan này có liên quan đến giải Gaza. Aram Online đưa tin, Ngoại trưởng Shoukri đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Catherine Colonna nhằm thảo luận về những diễn biến mới nhất của cuộc xung đột ở giải Gaza, cũng như tình hình ở Liban và các mối đe dọa ngày càng tăng đối với lưu thông hàng hải ở Biển Đỏ cũng bày tỏ quan ngại về nguy cơ xung đột lan rộng ở giải Gaza, ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh trong khu vực và quốc tế. Hai ngoại trưởng nhất trí về sự cần thiết phải đảm bảo duy trì đưa hàng cứu trợ vào giải đất đang bị phong tỏa của Palestine một cách đầy đủ và liên tục. Ông Shokri kêu gọi bà Colonna phối hợp trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Bảo an kéo dài một tháng trong tháng 1 để theo dõi việc thực hiện nghị quyết 2720 của cơ quan này. Ngoài ra, Ngoại trưởng Ai Cập tái khẳng định Cairo kiên quyết bác bỏ bất kỳ biện pháp hoặc tuyên bố nào của Israel kêu gọi người Palestine di rời khỏi vùng đất của mình. Nhà ngoại giao hàng đầu Ai Cập hối thúc các bên quốc tế phải đảm nhận trách nhiệm của mình trong việc đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài ở Gaza nhằm chấm dứt tình hình nhân đạo bi thảm cũng như tình trạng bạo lực và vi phạm ngày càng gia tăng của Israel ở bờ Tây. Cùng ngày, theo kênh truyền hình Al Jazeera, ba nước châu Phi là Rwanda, Chad và Cộng hòa Dân chủ Congo DRC đã phủ nhận thông tin về việc đàm phán với Israel nhằm di rời người Palestine khỏi Gaza đến các nước này. Bộ Ngoại giao Rwanda cho biết trong một tuyên bố, không có cuộc thảo luận nào như vậy diễn ra trong hiện tại hoặc trong quá khứ và nên bỏ qua những thông tin sai lệch. Trong khi đó, tình hình ở giải Gaza, thành phố biên giới nơi người dân đang sống rất chen chúc. Gada Abu Samra chia sẻ, khi cô rời khỏi căn phòng ở Rafah, nơi cô, mẹ và anh trai sống trong tình cảnh luôn phải tìm kiếm thức ăn và nước sạch sinh viên phát triển web 24 tuổi này thấy càng ngày càng có thêm nhiều người Gaza khác kéo đến nơi đây. Abu Samra đã ở Rafa được nhiều tuần, nói rằng con số này tăng lên chóng mặt mỗi ngày, không có chỗ ngoại trừ việc ngồi trên đường phố và dựng lều. Theo tờ New York Times, gần như toàn bộ 2,3 triệu cư dân của Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa sau gần 3 tháng Israel không kích và ra lệnh sơ tán. Rafa từng là thành phố với 300.000 dân, nay trở thành nơi ở nấu chính cho những người phải di rời nay Liên Hợp Quốc cho biết hơn một triệu người đang bị dồn vào Rafa, một góc nhỏ của khu vực biên giới với Ai Cập. Mọi người nỗ lực tìm kiếm vật liệu để làm những chiếc lều tạm bỡ nhất trải dài thành hàng trên nền cát. Theo Liên Hợp Quốc, tình trạng khốn khổ càng trở nên trầm trọng hơn do sự lây lan của dịch bệnh và hệ thống y tế quá tải. Thành phố này cũng không an toàn bởi các cuộc không kích đang nhắm đến toàn bộ Gaza. Trung tâm Ameyan, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Gaza, lưu ý trên mạng xã hội rằng với dân số ngày càng đông tại Rafa nguy cơ nhiều người thiệt mạng trong một cuộc tấn công là rất cao. Cơ quan y tế Gaza ngày 5 tháng 1 cho biết hơn 160 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích trên khắp Gaza trong 24 giờ trước đó. Số người tử vong trong 3 tháng qua đã vượt quá 20.000 trường hợp, nhiều trong số họ là phụ nữ và trẻ em. Ngày 4 tháng 1, Văn phòng truyền thông của chính quyền Gaza cho biết các cuộc tấn công của Israel vào 6 địa điểm ở Rafah đã làm thiệt hại hàng chục người trong 3 ngày trước đó. Abu Samra nói, Rafa không an toàn chút nào. Trước đó ba quả tên lửa đã bắn trúng con đường tôi đi qua hàng ngày, khiến 10 người thiệt mạng. Tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Bạn không biết tiếp theo sẽ đến lượt ai. Và cho biết thêm rằng gia đình cô đã phải di rời 7 lần kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát. Nhưng vẫn còn nhiều người khác được cho là sẽ sơ tán đến Rafa. Theo Liên Hợp Quốc, vào ngày 3 tháng 1, quân đội Israel đã thả truyền đơn xuống hai khu nhà ở thành phố Deir al bala nơi có 4.700 người ở trung tâm Gaza yêu cầu họ rời đi ông Mohamed Saad, 68 tuổi, kỹ sư đã nghỉ hưu ở thành phố Khan Yonis, đang giúp đỡ một nhóm phân phối viện trợ tại Rafah cho biết tình hình ở Rafah hoàn toàn khốn khổ, không có cm trống nào, lều ở khắp mọi nơi và khi nó đến lều, ý tôi không phải là những chiếc lều phù hợp mà mọi người quen thuộc. Nó đơn giản là bất cứ thứ gì che được đầu cho mọi người. Mọi người có đăng ký nhận lều từ Liên Hợp Quốc hoặc tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Palestine PRCS nhưng thường mất nhiều thời gian và họ không thể chờ đợi đặc biệt là trong mùa đông khắc nghiệt. Do đó nhiều người sử dụng xà gỗ, nhựa và ni lông cũ từ các nhà kính gần đó để dựng nơi trú ẩn tạm bỡ. Ông Shad nói rằng việc tìm vật liệu để tạo nơi trú ẩn đã trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người ở Rafa. Ông Shad chia sẻ đang chuẩn bị cùng gia đình chuyển đến Rafa mặc dù không biết sẽ sống ở đâu. Ông nói rằng quân đội Israel gần đây đã cảnh báo người dân ở khu phố gần nhà ông ở Khan Yonis và những người lánh nạn ở đó hãy sơ tán. Ông tâm sự, Tôi không có lựa chọn nào khác cho bản thân và gia đình. Họ sẽ ném bom ở Khan Yunis. Tôi không lo lắng về bản thân mình. Tôi đã 68 tuổi rồi. Tôi lo lắng về bọn trẻ. Chúng là tương lai. Ông Emin Hokeim, một chuyên gia về Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, trình bày trong một bài viết đăng trên tờ Financial Times rằng giới lãnh đạo chính trị và quân đội Israel đã thể hiện sự quyết tâm lớn hơn những gì các đối tác phương Tây mong đợi không ai muốn hoặc có ý định giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan của cuộc xung đột ở giải Gaza, khiến tình hình giờ đây đã gần kề vực thẳm. Những lo ngại về sự gia tăng bạo lực trong khu vực đang gia tăng khi hoạt động ngoại giao toàn cầu bị cản trở bởi việc giải quyết xung đột giữa Israel và Hamas. Như nhà phân tích viết, ở Trung Đông, xung đột hiếm khi tồn tại trong phạm vi biên giới quốc gia của các bên xung đột. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Iran và Israel sẽ quyết định liệu cuộc xung đột có gia tăng căng thẳng thành chiến tranh toàn diện hay vẫn là sự cạnh tranh để giành ảnh hưởng trong khu vực. Nhưng chắc chắn các bên sẽ không dừng lại. Israel đã chuyển sang chiến thuật loại bỏ các thủ lĩnh đối phương, kể cả khi họ đang ở một quốc gia bên ngoài. Chuyên gia Hokeim tin rằng đối thủ của Tel Aviv cũng đang hành động mà không quan tâm đến bờ vực thảm đang đến gần. Thất bại quân sự của Hamas là một mục tiêu có thể đạt được thông qua sự kiên nhẫn và cân nhắc. Nhưng thay vào đó, Israel lại đưa ra những mục tiêu rộng lớn hơn và áp dụng chiến lược quân sự đáng ngờ, tạo ra thảm kịch nhân đạo, và làm tăng khả năng thất bại chiến lược. Vị chuyên gia viết, đối thủ của họ đang tìm cách trả thù một cách mạnh mẽ, chờ đợi thời cơ để giành chiến thắng trong một trận chiến phô trương. Cả hai bên đều ít quan tâm đến nỗi đau khổ của người Palestine. Thật không may, tất cả những yếu tố hiển nhiên này đều bị các nhà lãnh đạo thế giới bỏ qua, khiến ngọn lửa xung đột bùng lên. Ảo tưởng về khả năng kiểm soát tình hình chính là lý do tại sao rất ít người trong số những chính trị gia có thể và lẽ ra phải chấm dứt bạo lực lại không thực hiện bất kỳ biện pháp nào. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ anthony Blinken vừa qua đã có chuyến công du kéo dài một tuần tới 9 nước ở khu vực Trung Đông. Đây được xem là nỗ lực ngoại giao mới nhất nhằm xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông khi khu vực này đứng trước bờ vực lan rộng xung đột với vụ tấn công ở Liban khiến phó thủ lĩnh Hamas thiệt mạng. Đánh bom kép dẫn đến nhiều thương vong tại Iran và xung đột Israel-Hamas chưa có hồi kết. Ngoại trưởng anthony Blinken sẽ tập trung vào việc ngăn chặn xung đột mở rộng sang các nước khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller xác nhận rằng ông Antony Blinken sẽ thảo luận về những bước cụ thể mà các bên có thể thực hiện, bao gồm cả cách họ sử dụng ảnh hưởng của mình với những nước khác trong khu vực để tránh gia tăng căng thẳng. Theo đại diện Lầu Năm Góc thông báo, hiện nhóm tấn công tàu sân bay CSG của Hải quân Mỹ do tàu sân bay USS YD Eisenhower CVN-69 dẫn đầu cùng với các tàu hộ tống đang hiện diện trên biển đỏ. Hình ảnh đồ họa do Viện Hải quân Hoa Kỳ cung cấp cho thấy, con tàu nằm khá gần bờ biển Yemen lối ra eo biển Bab El Mandab, trong khi lực lượng hầu thi có cả tên lửa chống hạm xa hàng trăm km. Ấn phẩm nhấn mạnh, các quan chức chính quyền Biden đang chuẩn bị kế hoạch để Washington ứng phó với sự mở rộng ngày càng đáng lo ngại của cuộc xung đột ở Gaza thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn và kéo dài hơn, với sự tham gia của nhiều lực lượng hơn. Hiện nay, Lầu Năm Góc đang phát triển các kế hoạch tấn công trả đũa các mục tiêu của hầu ở Yemen, đồng thời dự đoán các cuộc tấn công trong tương lai nhằm vào lực lượng của Mỹ ở Iraq và Syria. Các kế hoạch tấn công lực lượng hầu thi ở Yemen đã được phê duyệt một cách hiệu quả, nhưng sau đó sẽ kéo theo sự gia tăng các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Mỹ ở khu vực này. Theo quan điểm của một người đối thoại giấu tên, nhận định với Politico, điều đáng lo ngại nhất là các tay súng hầu thi có đủ phương tiện để đánh chìm tàu sân bay của Mỹ. Và nếu hàng không mẫu hạm với hàng nghìn binh sĩ Mỹ bị chìm trên biển đỏ, thì điều gì sẽ xảy ra sau đó? Phó đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu các hoạt động của Hải quân Mỹ tại Trung Đông, đã chính thức thừa nhận điều này và cho biết các lực lượng của mỹ đang hết sức đề cao cảnh giác trước các cuộc tấn công của thiết bị không người lái của houthi theo các nguồn tin nói rằng quân đội mỹ đã bắt đầu soạn thảo kế hoạch đánh trả lực lượng houthi do iran hậu thuẫn vốn đang tấn công các tàu chở hàng thương mại ở biển đỏ theo một trong các quan chức kế hoạch bao gồm việc tấn công các mục tiêu của houthi ở yemen phương án mà quân đội đã đưa ra trước đó một quan chức chính quyền cấp cao khác nói với politico rằng tổng thống biden đã triệu tập nhóm an ninh quốc gia vào sáng ngày đầu năm mới để nói về tình hình ở biển đỏ thảo luận về các lựa chọn và hướng đi tiếp theo một trong những kết quả của cuộc họp đó là một tuyên bố chung được Mỹ và hàng chục đồng minh đưa ra, cũng như lời cảnh báo rằng Houthi sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu tiếp tục đe dọa sinh mạng và làm gián đoạn dòng chảy thương mại ở Biển Đỏ. Động thái trên được đưa ra sau khi Houthi đã nhắm mục tiêu vào một tàu chở hàng thương mại, buộc trực thăng của Hải quân Mỹ phải vào cuộc. Tính đến ngày 4 tháng 1, đã có 25 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại đi qua phía nam Biển Đỏ và Vịnh Aden. Houthi cũng đã cho nổ một tàu mặt nước không người lái, tấn công một chiều trên các tuyến đường vận chuyển quốc tế đặt ra một mối đe dọa mới. Trong khi đó, lực lượng tình báo Mỹ được cho là đang nỗ lực xem xét liệu đâu sẽ là mục tiêu kế tiếp của thì bởi chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhóm này giảm cường độ tấn công. Theo đài RT, Thủ tướng Iraq Mohammed Sia al-Sudani đã cam kết sẽ khởi động quá trình trục xuất lực lượng Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu khỏi Iraq sau khi cuộc không kích của Mỹ hạ sát một chỉ huy dân quân cấp cao ở Baghdad gần đúng 4 năm sau vụ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani. Cuộc không kích của Mỹ hôm ngày 5 tháng 1 đã nhắm vào trụ sở của lực lượng huy động nhân dân, một tổ chức được nhà nước Iraq bảo trợ gồm hàng chục phe phái vũ trang. Ít nhất hai người thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có Mustak Taleb al thủ lĩnh của Harakat Hezbollah al-Nuzaba, HHN, nhóm mà Washington coi là tổ chức khủng bố được Iran hậu thuẫn. Thủ tướng Iraq tuyên bố hôm ngày 5 tháng 1, lực lượng huy động nhân dân đại diện cho sự hiện diện chính thức liên kết với nhà nước và là một phần không thể thiếu trong lực lượng vũ trang của chúng tôi. Chúng tôi lên án các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng an ninh của chúng tôi. Những cuộc tấn công này vượt xa tinh thần và nội dung của sự ủy quyền đã tạo ra liên minh quốc tế tại Iraq. Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng chính Baghdad đã mời lực lượng Mỹ giúp chống lại nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và khoảng 2.500 binh sĩ Mỹ vẫn ở lại nước này một thập kỷ. Họ được tự do hành động tự vệ. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Thiếu tướng Brad Reader đã bảo vệ cuộc tấn công hôm 4 tháng 1 là một hành động cần thiết, tương xứng trong bối cảnh xuất hiện làn sóng tấn công vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực. Trong khi đó, Brad đã lập luận rằng đã đến lúc xem xét lại các điều khoản của lời mời quân đội Mỹ hiện diện ở Iraq với việc Thủ tướng al-Sudani cam kết sẽ bắt đầu cuộc đối thoại thông qua Ủy ban song phương được thành lập để xác định các thỏa thuận cho việc chấm dứt sự hiện diện này. Ông nói thêm, chúng tôi khẳng định quan điểm nguyên tắc của mình trong việc chấm dứt sự tồn tại của Liên minh quốc tế sau khi các lý do biện minh cho sự tồn tại của Liên minh này chấm dứt. Đồng thời nhấn mạnh rằng, Baghdad đang tìm cách khôi phục toàn bộ chủ quyền quốc gia đối với đất, bầu trời và vùng biển của Iraq. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq cũng như các cơ sở ở nước láng giềng Syria đã bị tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa tới trên 110 lần kể từ tháng 10 năm 2023, trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực bắt nguồn từ cuộc chiến của Israel ở Gaza trong khi các cuộc tấn công hầu hết được thực hiện bởi các bên không xác định washington cáo buộc tehran giật dây đằng sau hậu trường và nói rằng họ có quyền trả đũa nếu thấy phù hợp thủ tướng iraq lập luận chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng trong trường hợp có sự vi phạm hoặc vi phạm của bất kỳ bên nào ở iraq hoặc nếu luật pháp của iraq bị vi phạm chính phủ iraq là bên duy nhất có quyền theo dõi về giá trị của những vi phạm này ông cáo buộc washington thường xuyên vi phạm chủ quyền của iraq đồng thời nhắc lại một hành động tàn ác khác mà chính quyền Mỹ đã thực hiện 4 năm trước. Khi đó, tướng Qasem Soleimani, một nhân vật được kính trọng ở Iran, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ, được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ủy quyền tại Baghdad, Iraq vào ngày 3 tháng 1 năm 2020. Thời điểm đó, Washington tuyên bố rằng tướng Soleimani đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công sắp xảy ra vào lực lượng Mỹ. Đúng ngày kỷ niệm 4 năm sự ra đi của ông Qasem Soleimani hôm ngày 3 tháng 1. Hai vụ nổ đã phá hủy khu vực đài tưởng niệm ở Iran, khiến gần 100 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Những kẻ khủng bố IS đã nhanh chóng nhận trách nhiệm về hành động tàn bạo này trong một bài đăng trên Telegram, trong khi Mỹ khẳng định rằng Washington không đóng vai trò gì trong vụ đánh bom kép đó. Mỹ hiện duy trì 3.400 binh sĩ ở Syria và Iraq với sứ mệnh hỗ trợ lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, vốn chiếm giữ nhiều khu vực ở cả hai nước vào năm 2014 trước khi bị đánh bại. Lầu Năm Góc không bình luận về diễn biến mới. Thay vào đó, Bộ Quốc phòng Mỹ nói sẽ tiếp tục tham vấn với Iraq về sự an toàn của lực lượng Mỹ, đồng thời tập trung vào sứ mệnh đánh bại IS. Chuyển sang những thông tin khác liên quan đến xung đột Hamas-Israel. Thưa quý vị, người phát ngôn IDF cho biết quân đội Israel đã hoàn thành việc phá hủy các cơ cấu quân sự của Hamas ở phía bắc giải Gaza và đang tập trung loại bỏ Hamas ở miền trung và miền nam Gaza. Quân đội Israel cho biết chiến dịch trên bộ nước này phát động đã phá hủy thành công cơ cấu chỉ huy của Hamas ở khu vực phía bắc giải Gaza. Theo người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, các tay súng Hamas hiện chỉ còn hoạt động lẻ tẻ trong khu vực và không còn người chỉ huy. Ông nói trước các phóng viên ngày 6 tháng 1 rằng, bây giờ trọng tâm là loại bỏ Hamas ở trung tâm và phía nam giải Gaza, đồng thời ông cũng thừa nhận nhiệm vụ này sẽ không dễ dàng. Ông Hagari cho hay tại hai khu vực kể trên, quân đội Israel sẽ thực hiện theo một cách khác. Tuy nhiên, ông không nêu thêm thông tin chi tiết. Ông nói, các trại tị nạn ở trung tâm giải Gaza rất đông đúc và đầy rẫy các tay súng. Trong khi đó, ở phía nam, tại vùng đô thị rộng lớn của Khan Yunis, Hamas có một mạng lưới đường hầm rất phức tạp. Vì vậy, nó cần có thời gian, Hagari lưu ý. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, chính phủ của ông đã chỉ đạo quân đội loại bỏ Hamas, giải cứu tất cả các con tin và đảm bảo Gaza sẽ không bao giờ là mối đe dọa đối với Israel nữa. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF đêm ngày 6 tháng 1 nói rằng không quân của họ và cơ quan tình báo Bet đã vô hiệu hóa một chỉ huy tiểu đoàn Hamas ở dài Gaza. Tờ Thời báo Israel dẫn tuyên bố được IDF công bố trên mạng xã hội X cho thấy không quân Israel với sự hỗ trợ tin tình báo từ Bet đã thực hiện vụ không kích nhắm vào nơi trú ẩn của chỉ huy tiểu đoàn Nusrat thuộc Hamas, Ismail Sirat, khiến người này và cấp phó Ahmed Weber thiệt mạng. Thông cáo viết, trong vụ Hamas tấn công vào nhiều khu vực thuộc lãnh thổ Israel, tiểu đoàn Nusayrat chịu trách nhiệm tập kích các khu dân cư của chúng tôi. Ngoài ra, một số thành viên tiểu đoàn này có liên quan tới các vụ tấn công bằng tên lửa chống tăng và máy bay không người lái UAV nhằm vào nhiều binh sĩ Israel trong quá trình xung đột diễn ra. Cho tới nay, các hãng thông tấn độc lập chưa thể xác minh những thông tin và video được IDF đăng tải. Ngoài ra, Israel đang xem xét kế hoạch tái định cư cho hàng nghìn người Palestine từ Gaza sang châu Phi. Tờ Times of Israel dẫn nguồn cho biết, các kế hoạch tái định cư tự nguyện cho người dân từ Gaza đến Cộng hòa Dân chủ Congo đang dần dần trở thành chính sách quan trọng của chính phủ thủ tướng Benjamin Netanyahu. Israel đã tổ chức cuộc đàm phán với một số nước châu Phi để xác định xem liệu các nước này có chấp nhận người di cư từ Gaza hay không. Nguồn tin Times of Israel cho hay, Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ sẵn sàng tiếp nhận người di cư và chúng tôi đang đàm phán với những nước khác. Tuần trước, Thủ tướng Netanyahu cho biết, ông đang tiến hành các kế hoạch di cư của người dân Gaza song nhấn mạnh vấn đề quan trọng là tìm kiếm các quốc gia sẵn sàng tiếp nhận người dân Gaza. Theo báo cáo của Chương trình Lương thực Thế giới, Cộng hòa Dân chủ Congo có mức độ nghèo đói và bất bình đẳng cao, kết hợp với tình trạng xung đột và bất ổn khu vực tái diễn. Tổ chức này cho biết, khoảng 52,5% trong số 5,5 triệu dân số nước này sống dưới mức nghèo khổ. Mới đây, Washington bác những tuyên bố vô trách nhiệm từ các quan chức Israel về kế hoạch tái định cư được đề xuất. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich bác phản đối của Washington, cho rằng Khoảng 70% người Israel ủng hộ đề xuất này vì 2 triệu người ở Gaza thức dậy mỗi sáng với mong muốn loại bỏ nhà nước Israel. Văn phòng thủ tướng Netanyahu trước đây tuyên bố Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir không đại diện cho chính sách chính thức của chính phủ Israel về cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tình báo Israel Gilad mới đây cho rằng kế hoạch này sẽ cần thiết do các điều kiện thời hậu chiến ở Gaza khi xung đột lắng xuống. Khi chiến tranh kết thúc, quyền cai trị của Hamas sẽ sụp đổ. Dân chúng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo, bà nói, bày tỏ hy vọng 60% đất nông nghiệp của Gaza sẽ được chuyển thành vùng đệm an ninh. Houthi cảnh báo, bất kỳ quốc gia nào liên quan đến Liên minh quốc tế do Mỹ dân đầu ở Biển Đỏ đều có nguy cơ bị nhắm mục tiêu. Trả lời phỏng vấn BBC ngày 5 tháng 1, ông Mohammed Ali Al-Houthi, thành viên Hội đồng Chính trị Tối cao Houthi, tuyên bố những thành viên tham gia liên minh hải quân mà Mỹ thành lập hồi tháng 12 đều có nguy cơ mất an ninh hàng hải. Ông Al-Houthi không nêu cụ thể Houthi dự định hành động thế nào để nhắm mục tiêu các nước tham gia liên minh. Quan chức Houthi cho biết lực lượng này chỉ nhắm vào tàu của Israel hoặc có liên hệ với Tel Aviv. Ông lý giải trước khi nhắm vào một tàu đi qua eo Bab al Mandab, Houthi sẽ phải cảnh báo, yêu cầu tàu đó nêu rõ thông tin và điểm đến của tàu. Ông Al-Houthi còn kêu gọi các quốc gia quanh biển đỏ lập thỏa thuận chịu trách nhiệm cho an ninh khu vực loại bỏ sự hiện diện của lực lượng bên ngoài tại đây. Về việc Iran điều tàu chiến đến Biển Đỏ, ông al-Houthi bình luận rằng Tehran không cần làm như vậy nếu như Washington không xuất hiện. Hôm 6 tháng 1, các tàu thương mại lưu thông qua tuyến hàng hải nhộn nhịp hàng đầu thế giới là Biển Đỏ tiếp tục bị tấn công. Trong thông báo trên mạng xã hội X, Bộ chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ tại Trung Đông, Sencom cho biết Chiến hạm của lực lượng này ở Biển Đỏ đã bắn hạ một máy bay không người lái được phóng đi từ khu vực do lực lượng Hồi giáo al houthi kiểm soát ở Yemen hướng về phía một tàu thương mại đang lưu thông tại phía nam Biển Đỏ. Thông báo không nêu rõ thông tin chi tiết về con tàu thương mại bị tấn công, mà chỉ khẳng định phương tiện này không bị bất kỳ hư hại nào sau vụ việc. Nhóm al houthi cũng chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công. Trong khi cơ quan phụ trách hoạt động thương mại biển của Anh cũng cho biết, 6 chiếc xuồng nhỏ đã tiếp cận ở khoảng cách gần với một tàu thương mại ở phía đông nam cảng Mocha của Yemen. Nguồn tin khẳng định lực lượng liên quan quốc tế tại khu vực kịp thời hỗ trợ trước tàu thương mại bị các xuồng nhỏ tiếp cận. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác liên quan đến vụ việc chưa được công bố. Sau khi quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công vào giải Gaza đầu tháng 10 năm 2023, nhóm al houthi tại Yemen liên tiếp tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa hướng về phía lãnh thổ Israel, đồng thời gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và tiếp cận trực tiếp nhằm vào các tàu hàng mà nhóm này cho là có liên quan đến Israel trên biển đỏ. Căng thẳng gia tăng khiến nhiều hãng vận tải quốc tế chuyển hướng di chuyển của các tàu thương mại vòng qua mũi hảo vọng của Nam Phi thay vì lưu thông qua biển đỏ. Trước đó, trong một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra, liên minh gồm 12 quốc gia do Mỹ dẫn đầu nhằm bảo vệ tuyến đường thương mại qua biển đỏ đã phát đi một thông điệp rõ ràng là yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công, đồng thời thả các tàu và thủy thủ đoàn bị giam giữ bất hợp pháp. Theo tuyên bố trên, lực lượng hầu thì sẽ phải đối mặt với những hậu quả nếu họ tiếp tục đe dọa tính mạng, nền kinh tế toàn cầu và dòng chảy thương mại tự do trên các tuyến đường biển quan trọng của khu vực. Các nước ký tuyên bố bao gồm Mỹ, Australia, Bahrain, Canada, Bỉ, Đức, Italy, Nhật Bản, New Zealand, Anh, Đan Mạch và Hà Lan. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố trên mạng xã hội X rằng, lực lượng hầu thì phải chấm dứt các cuộc tấn công chết người và gây mất ổn định hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ. Ông nói thêm London sẽ áp dụng các biện pháp để bảo vệ quyền tự do hàng hải. Tuyên bố của nhà trắng được đưa ra trong bối cảnh Truyền thông đưa tin rằng chính quyền Washington đang xem xét tấn công trực tiếp vào lực lượng hầu nếu các cuộc tấn công trên biển đỏ của lực lượng vẫn tiếp tục diễn ra. Trung Đông đã sôi sục trong vài tháng qua với cuộc tấn công của nhóm Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, kéo theo cuộc xung đột của Israel ở giải Gaza, khiến hơn 20.000 người thiệt mạng và các cuộc tấn công từ phía quân Houthi nhắm vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ kể từ tháng 11. Trong bối cảnh đó, vụ đánh bom thảm khốc ở Iran có ảnh hưởng gì đến khu vực? Theo đài Sputnik, hai vụ nổ xảy ra trong đám dược di chuyển về phía mộ của cố chỉ huy lực lượng Khoras thuộc vệ binh hồi giáo cách mạng Iran, tướng Qasem Soleimani ở thành phố Kerman của Iran hôm 3 tháng 1 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 84 người và khiến hàng trăm người khác bị thương. Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều khi đám đông tìm cách tháo chạy. Một quả bom khác phát nổ 20 phút sau đó gần nhà thờ hồi giáo Saheb Anjaman, Chính phủ Iran tuyên bố hầu hết nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom thứ hai giữa cảnh hỗn loạn từ vụ nổ đầu tiên. Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn nguồn tin thông thạo cho biết, có hai túi đựng bom dường như được kích nổ bằng điều khiển từ xa. Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này theo một bài đăng trên tài khoản Telegram của nhóm. tờ New York Times chỉ ra rằng lời thừa nhận của IS phù hợp với các đánh giá của tình báo Mỹ, vốn chỉ ra rằng những người Hồi giáo dòng Sunni hoặc IS có khả năng đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố. Ban đầu chính quyền Iran cho rằng vụ đánh bom có thể liên quan đến cuộc tấn công của Israel vào Gaza ám chỉ Tel Aviv hoặc Washington có thể đứng đằng sau vụ này. Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal khẳng định, Israel đã nói với các đồng minh rằng họ không liên quan đến vụ tấn công. Trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Mueller cũng nhấn mạnh với báo chí rằng Washington không có lý do gì để tin rằng Israel có liên quan đến vụ nổ này. Ông Mueller cũng nói thêm rằng Mỹ cũng không nhúng tay vào vụ nổ. Về phần mình, cựu quan chức tình báo Israel và nhà phân tích khu vực Avi Melamed cho rằng một số nhóm chiến binh trong khu vực có thể đã giàn dựng các vụ nổ. Không thiếu những yếu tố bên trong Iran muốn tấn công chính phủ Iran. Và để kể tên một số, chúng ta có lực lượng người quốc hoạt động ngầm, có quân nổi dậy ở Tây Nam Iran, có phiến quân Baluchistan. Ông Majok Ory, giáo sư về chính trị và lịch sử đương đại Trung Đông tại Đại học Qatar nhấn mạnh rằng người ta nên trả lời câu hỏi, cui bono, vì lợi ích của ai khi tìm kiếm thủ phạm của vụ tấn công khủng bố. Ông Ory nói với Sputnik, tôi nghĩ toàn bộ sự việc dường như có một lý do chính, về cơ bản là trộn quân bài. Ông tin rằng chính phủ Israel có thể được hưởng lợi từ sự nhầm lẫn đang diễn ra xung quanh hiện trạng chính trị của khu vực. Có vẻ như có mong muốn chính phủ Benjamin Netanyahu mở rộng cuộc xung đột ra ngoài Gaza. Người Mỹ và những người châu Âu khác có thể can thiệp và về cơ bản chuyển toàn bộ cuộc xung đột ở Gaza thành một cuộc xung đột toàn cầu. Vụ tấn công ở Cayman trùng với ngày kỷ niệm 4 năm tướng Soleimani bị ám sát ở Baghdad, Iraq bởi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ. Ban đầu Washington phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công này. Tuy nhiên vào tháng 2 năm 2020, Nhà trắng đã đưa ra một báo cáo biện minh cho vụ ám sát vị tướng này. Đặc biệt, chính phủ Tổng thống Trump lập luận rằng mục đích của cuộc tấn công là để ngăn chặn Iran tiến hành hoặc hỗ trợ các cuộc tấn công tiếp theo chống lại các lực lượng và lợi ích của Mỹ và làm suy giảm khả năng tiến hành các cuộc tấn công của lực lượng dân quân được Kurd và Iran hậu thuẫn. Đồng thời, giáo sư Uri bày tỏ nghi ngờ rằng Tehran sẽ vội vàng trả đũa sau vụ đánh bom Kerman mà thay vào đó sẽ tập trung vào việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ông Uri nói: Tôi không chắc chắn rằng sẽ có bất kỳ hình thức mở rộng nào về chiến tranh và hiện trạng. Một lần nữa, có vẻ như cả Iran và Hezbollah đều không muốn đáp trả vào lúc này. Tôi nghĩ họ sẽ quan sát tình hình ở Gaza và xem xét để chứng kiến một lệnh ngừng bắn lâu dài. Sau vụ đánh bom, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã cam kết phản ứng gay gắt với những kẻ đứng đằng sau vụ này. Vụ tấn công được thực hiện chỉ một ngày sau khi Saleh al-Arouri, phó thủ lĩnh chính trị Hamas, bị hạ sát trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở miền nam Beirut. Vụ ám sát al-Arouri được nhiều người cho là Israel thực hiện mặc dù Tel Aviv không nhận trách nhiệm về vụ việc. Theo tờ Indian Express, hiện có nhiều bên khác nhau trong khu vực có liên quan đến cuộc xung đột Israel-Hamas do sự liên kết và cạnh tranh giữa khu vực, tôn giáo và sắc tộc đã tồn tại từ lâu. Ví dụ, tổ chức chiến binh Hezbollah có trụ sở tại Liban đã hỗ trợ Hamas. Cả Hamas và Hezbollah được cho là được hậu thuẫn bởi Iran, quốc gia đối địch với Israel trong nhiều thập kỷ. Hãng tin Reuters đưa tin, trong bài phát biểu tại Beirut, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Narana nói rằng nhóm này không thể im lặng sau vụ sát hại ông Al-Arouri. Iran cũng được biết là bên ủng hộ cho người hầu thi ở Yemen, chống lại cái mà họ coi là sự can thiệp của phương Tây vào khu vực. Điều đó khiến nước này mâu thuẫn với Mỹ và đồng minh Ả Rập Xê Út. Kết quả là các vụ tấn công trong khu vực lân cận có khả năng mở rộng xung đột đang diễn ra với các nhóm và quốc gia khác hoặc kéo dài xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, nói với các phóng viên rằng Chúng tôi vẫn vô cùng lo ngại, như chúng tôi đã luôn lo ngại ngay từ đầu cuộc xung đột ở Gaza về nguy cơ xung đột lan sang các mặt trận khác. những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình bản tin thế giới ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại